Chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 10 nha. Cây Samsung A9s, dòng máy này là của Trung Quốc nha. Của Trung Quốc bán giá nghe gọi nha, 250 đó nha. Cây này em trước bán 300, bơm hàng về giờ bán xuống giá, bán 250 cây A9 của Trung Quốc. Máy là còn full chức năng, còn đẹp nha. Nhưng mà dòng máy Trung Quốc nó yếu lắm, mình bán giá nghe gọi thôi, bán 250. Còn iPhone 6 Plus nha, bộ nhớ thì 128GB, bán giá 1 triệu nha. Bán 1 triệu cây iPhone 6 Plus 128GB. Còn Samsung J4 cộng nha, cây này Android 8 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB, cây này thì bán 400.000 nha, 400.000 do nó bị lít kính nha, lít kính. Còn mình có tiền thì mình mua cây nguyên nha, cây nguyên thì giá nó 600. Mình còn một cây nguyên nữa mà nó đâu mất tiêu à, nó trốn mất tiêu à. Máy bên mình là rất là nhiều luôn, nó trốn nhiều khi kiếm không ra luôn. Đây cây J4 cộng, đây này, cây này thì 600 nha. Đó cũng RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì màn hình đẹp, không có bị lít nha, thì giá nó 600. Đó là có hai cây nha, cây 400, cây 600. Cây Oppo F3 nha, cây này Android 6 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB, nhưng mà Android của nó có 6 chấm rồi, bán giá nghe gọi là 600.000. Nó bị hơi bị lõm cái nắp đít nha. Màn hình là còn rất đẹp nha. Còn G530 nha. G530 thì bên mình nhiều nhé, màu trắng có và màu vàng cũng có nhé. Mình bán thường thường là màn hình rất là đẹp luôn. Bán có 200 ngàn đấy nhé, Android nó có 5.1, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, bán 200 ngàn. Còn Samsung J2 Prime, Android 6.1, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, cây này cũng bán giá nghe gọi là 250 nha, 250. Samsung J2 Prime, đó màn hình rất là đẹp nha. Còn Oppo A57 nha, Android 6.1, RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 500.000 nha, 500.000 cây Oppo A57. Cây J6 cộng, Android 10 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 800.000 nha, 800.000 cây J6 cộng. Đó, màn hình là rất là đẹp nha, không có ém nha. Cây Mi nha, Mi 4, cây này Android 6.1, RAM 3, bộ nhớ 16GB, bán 400.000 nha, 400.000 cây Mi 4 nha. Nokia 3 nha, Android 9 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB, bán 400.000 nha, 400.000. Đó, cây này thì mặt kính nó hơi xấu nha. Còn vỏ sườn của nó nhìn cũng còn tương đối thôi, cây này thì bán 400.000. Nếu mà vỏ sườn mặt kính đẹp mình bán cũng 500 à. Cây Oppo F9, F7 nha, Oppo F7, Android 10 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB, cây này thì bán 900.000. Nó nắp nhìn cũng còn tương đối nhá, chứ không có đẹp nguyên nhá. Còn màn hình thì bao đẹp luôn, không ém. Samsung Note 4 nha, cây này Android 5.1, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 500.000. Cây viết của nó vẫn còn nha, tại mình chưa có gắn vô nha, còn màn hình thì còn đẹp nha, không ém luôn. Bán 500.000 Samsung Note 4.
Samsung Z5 00 nha. Samsung Z500. Cây này thì màn hình rất là đẹp nha. Đó, màn hình đẹp không ém luôn. Cây này bán 400 ngàn nha, 400 ngàn Z500 nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Vỏ cũng rất là đẹp nha. Đó, vỏ mắt camera rất là đẹp luôn. Cây này thì bán 400 ngàn. Android 6.1, RAM 1GB, dưới bộ nhớ 8GB. Cây này thì màn hình của nó thì xấu hơn chút thì mình bán giá xấu hơn nha. Đó, màn hình nó hơi ám nhẹ nha. Cũng là Z5, cây này bán 300. Còn Redmi 9A nha, cái này Android 11 chấm nha, RAM 2GB, dưới bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 700 ngàn. 700 ngàn cây Redmi 9A. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Còn Samsung Z7 2016 nha, Android 7 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB, cây này thì bán 600 ngàn. Cái mắt kính này nó bể, ai mua thì mình thay cái nó mắt kính khác nha. Mắt kính này nó bể đâu. Đó, còn màn hình là đẹp không ém nha. Samsung Redmi Note 7 nha, Android 12 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB, cây này thì bán 1 triệu. 1 triệu là nắp bị bể nhá. Nắp bị lít đây, một đường hai đường luôn. Còn màn hình thì đẹp nhá. Samsung A6 cộng, cái này Android 10 chấm, RAM 4, bộ nhớ 32GB, bán 900 ngàn. 900 ngàn cây Samsung A6 cộng. Màn hình đẹp không ém nhá. Đó, màn hình đẹp không quá ém luôn nhé. HTC 10 Evo, cái này Android 7 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 700 ngàn. 700 ngàn cây HTC 10 Evo. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Những dòng này thì khỏi chê màn hình nhé, vì màn hình của nó là hầu như là zin nguyên cây không. Còn Samsung Z5 Prime nhé, Android 8 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB, bán 500 ngàn. 500 ngàn Z5 Prime, màn hình đẹp không ém nhé. Oppo A83 Android 7.1, RAM 6, bộ nhớ 128GB, cây này thì bán 1 triệu. 1 triệu cây Oppo A83. Màn hình hơi ám. Đó, màn hình hơi ám nhé. Thông tin là mình đọc hết trên này nha. Ấy, bà con muốn mua máy, muốn biết nó bao nhiêu inch hay là muốn biết lượng pin của nó thì bà con tra lên mấy cái trang web Google thì nó sẽ cho mình biết thông tin nha. Còn bên mình không có kiểm tra mấy cái đó, vì mấy cái đó cũng mình cũng không có thời gian để kiểm tra mấy cái phần mềm đó. Thì bà con cứ biết thông tin này, tên máy này, này bà con tra lên nha. Mình chỉ biết Android. Những cây Redmi 8 Android 12 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán là 800 ngàn. Giá là màn hình đẹp. Còn ai muốn biết tải được YouTube đỏ hay không, Android 6.1 ấy, thì bà con cứ tra lên nha. Mình bán là 6.1, chỉ có bán giá nghe gọi và đổ xuống. Còn Android 5.1 cũng vậy, bán giá nghe gọi. Còn mà còn muốn tải YouTube sang đỏ quảng cáo á, thì mình lên mua mấy cái dòng mà Android 7 chấm nhá. 7 chấm thì mình bao là tải được YouTube. Còn 6.1 thì mình chỉ bán giá nghe gọi thôi. Oppo Leo 9 nhá, Android 5.1,
RAM 2 bộ nhớ 16GB, cái này thì bán 200.000 do màn hình rất là xấu nhé. Màn hình nó lên màu tím rất là xấu, ém rất là nặng luôn. Cây này nó xấu quá, ai chuyển khoản hết bán 150 luôn, bán cho nó đi luôn. Cây Huawei Nova 3i nha. Android 9 chấm, RAM 4 bộ nhớ 128GB, cây này thì bán 900.000. Cây Nova 3i, Huawei Nova 3i, đó là màn hình nó hơi đốm đây chút xíu, cái này nét nó mình xử lý không biết được không, nhưng mà bán vẫn bán giá là 900.000 nha, còn mình xử lý thì bán giá khác. Cây Samsung J7 Dream Android 8.1, RAM 3 bộ nhớ 32GB, bán 700.000. 700.000 là giá màn hình đẹp nha, không ém. Còn Samsung J6 Android 10 chấm, RAM 3 bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 600.000. 600.000 cây Samsung J6 nhé, màn hình không ém luôn nha. Còn Samsung E6, cây này thì Android 10 chấm, RAM 3 bộ nhớ 32GB, bán 700.000. 700.000 là cây A6, còn J6 thì 600. Còn Redmi 8A Android 12 chấm, RAM 2 bộ nhớ 32GB, bán 700.000. 700.000 là giá màn hình đẹp luôn nhé. Ai chốt hàng thì mình báo gió nhé, vì Redmi 8A với lại Redmi 8 thì nó giống y chang nhau nhé, nhưng mà giá cả của nó thì nó sẽ chênh lệch nhau 100.000 thì mình báo cho đúng nhé, chứ không là mất công là mình gửi sai nhé. Đó là hai cây này, là cây Redmi 8 và Redmi 8A nhé. Redmi 8A thì có 700 thôi, còn Redmi 8 thì nó 800, đó là có hai cây nhé. Còn Samsung A20 nha, Samsung A20 mình có hai màu này, đó màu đỏ và màu xanh. Android 11 chấm, RAM 2 bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 600.000 là Samsung A20 nha. Có hai màu nha, màn hình thì cây nào cũng như cây đó nhé, màn hình cây nào cũng đẹp như vậy nha. iPhone 6G do ấy bộ nhớ là 64GB, bán 600.000. 600.000 iPhone 6G đó, bộ nhớ 64GB bán 600. Còn cây Samsung E03S Android 13 chấm, RAM 3 bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 1 triệu nhé. 1 triệu cây Samsung E03S, màn hình hơi bị cấn ngay chỗ này nhé. Bên mình này ấy dòng nó bị sao thì mình sẽ thông báo ngay rồi nha, cho nên là bà con có chốt cây nào thì báo cây đó thôi, chứ còn mình thông báo cái màn hình nó bị lỗi sao thì mình báo hết rồi nha. Cây Samsung J320 J320 cây này thì màn hình nó hơi bị ém nhé. Đó, màn hình nó ém từ đây xuống nhé, nó ém nhẹ, nhưng mà bán 250 nhé. Android có 5.1 nhé, tại cây này của cái tem trước nhé. Cây này bán 250 nhé. Đó, mình xóa này đi, bán 250. Android 5.1, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, cây này thì bán 250. J320 màn hình ém. Oppo F5 Android 7.1, RAM 6 bộ nhớ 64GB, cây này thì bán 1 triệu cây Oppo F5 nhé, mà nền rất là đẹp luôn. Samsung A50s Android 11 chấm, RAM 4 bộ nhớ 64GB, bán 1 triệu 3. 1 triệu 3 màn hình này rất là đẹp nhé.
kiểu mà máy nó mở máy kiểu khác nha, chứ không phải là kiểu bot để lan mình reset lại, mình bot cho nó đúng mực nha. Đó, màn hình đẹp nhá, còn nắp sau thì rất là đẹp luôn, sườn bọng thì nhìn cũng tương đối thôi. Cây này thì bán 1,3 triệu, cây Samsung A50s. Cây Xiaomi 9 nhá, Android 14 chấm, RAM 8+8, bộ nhớ 128GB. Cây này thì bán 1,5 triệu, 1,5 triệu nhá. Mình mà thay nắp đẹp vô mình bán là cũng 1,7 triệu, 1,8 triệu. Nhưng mà tại vì nắp xấu á, mình bán là 1,5 triệu nhá. Còn cây Oppo cây này lột tem mình cũng không nhớ là Oppo gì luôn. Tên máy là Oppo A16K. Cây này RAM 3 Android 11 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Bộ nhớ 32GB nhá. Cây này nhưng bán 1 triệu cây Oppo A16K. Samsung J7 cộng nha, Android 8.1, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán cây này bán 1 triệu nha, 1 triệu cây J7 cộng nha. Còn Redmi Note 9 nhá. Redmi Note 9, cây này thì bán 1 triệu, mới bán 1,3 triệu đây nhá, 1,3 triệu cây Redmi Note 9. Cây này thì RAM 4+2GB, bộ nhớ thì bộ nhớ của nó như 128GB. Cây này thì bán 1,3 triệu đây nhá, bán rẻ 1,3 triệu. Hôm nay tem nó bị hư, mình bóc tem ra nó mất hết rồi. Cây này cây gì quên mất tiêu. Samsung A20, cây này Android 10 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800.000. 800.000 cây Samsung A20. Đó, màn hình đẹp nha, không ém. Cây Samsung A11, Android 12 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 1 triệu. Vân tay của nó thì bị lai rồi. Đó, màn hình thì còn tương đối đẹp nha, mà mình còn tương đối đẹp luôn. Samsung A30, cái này Android 11 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 900.000. Cây này sườn bọng cũng rất là đẹp nha, sườn bọng cũng rất là đẹp luôn, màn hình thì không khỏi chê rồi nha. Đó, màn hình đẹp không có ém luôn. Samsung J7 Pro nhé, Samsung J7 Pro Android 9 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 900.000. Nắp rất là đẹp luôn, màn hình thì cũng đẹp nha. Dòng này trước bán 1,4 triệu, 1,5 triệu mà không có hàng bán luôn, bây giờ còn có 900.000 thôi. A750 nha, hay gọi A7 2018, Android 10 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cây này thì bán 1,1 triệu nha, 1,1 triệu. Cái nắp của nó thì nó ai mua thì mình thay cái nắp này nha, nắp này nó bị chóc này ra. Đó, thay cái nắp nha, còn sườn bọng thì rất là đẹp luôn, sườn đẹp luôn, màn hình đẹp luôn thì bán 1,1 triệu nha. Còn ai mua để vậy thì bán 1 triệu, còn thay nắp vô bán 1,1 triệu.
iPhone 11 Trung Quốc nha. Cái này em bán 500 ngàn nha. iPhone 11 của Trung Quốc bán 500 ngàn, thay nắp vô mình bán 500 ngàn. Còn màn hình thì rất là đẹp luôn, bán giá nghe gọi nha. Mấy dòng này khỏi hỏi gì nha, mình chỉ bán giá là bỏ sim vào nghe gọi thôi. Dòng máy của Trung Quốc nha. Còn iPhone 12 của Trung Quốc luôn, cây này thì bán 700 ngàn nha. 700 ngàn cây iPhone 12 của Trung Quốc. Cây này như có tải sẵn YouTube ấy. Còn iPhone 13 của Trung Quốc, cây này thì bán 700 ngàn nha. Vì sườn của nó hơi xấu nha, sườn nó hơi xấu. Tuy rằng Trung Quốc nhưng mà nó tùy từng đời nha. Mỗi đời cao hơn thì nó mạnh hơn chút xíu. Thì bà con mua hàng ở đâu thì cũng cân nhắc lên mà mua nha. Cây này màn hình thì còn rất là đẹp nha. Cây Tab 10 Ultra. Cây Tab 10 Ultra, cây này Android 11 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì nắp sau của nó bằng nhôm nha. Nó bị hư camera nha. Hư camera bán 700 ngàn nha. Đó, nó bị lỗi máy ảnh, bán 700. Mua cây này về hát karaoke thì lẹ nha. Cây Tab 10 Blood nha. Cây Tab 10 Blood, cây này chưa có dán tem này. Này tem bọng mấy cái mình cũng chưa có kịp dán nữa. Đó, Tab 10 Blood nha. Cây này Android 8.1 nha. RAM 2, bộ nhớ 16GB, bán 600 ngàn. 600 ngàn cây Tab 10 Blood. Cây Tab 10 Maxell Tab 10 Android 7 chấm, bán 400 ngàn nha. 400 ngàn đó, nắp của nó cũng rất là xấu nha. Mới lại mặt kính của nó thì cũng rất xấu luôn. Cây này thì bán có 400 ngàn nha. 400 ngàn. Còn cây Tab 3 Samsung Tab 3 nha. Cây này Android 4.4, bán 300 ngàn. 300 ngàn cây Samsung Tab 3, nắp sau cũng bị bể mất miếng. Còn màn hình thì rất là đẹp nha. iPad 2, cây này thì bán 300 ngàn, không có sạc sim, mình bán 300 ngàn. Đó, những dòng iPad này mình đã báo rồi là dòng chế táo là mình không có biết sử dụng tới. Mình chỉ biết có iPad thì mình đăng lên mình bán thôi. Mà cứ điện tới hỏi mình tải cái này tải cái kia, nếu mà tải vào á, mướn người ta tải vô á, thì bà con ra ngoài nhờ mấy cửa hàng người ta chạy vô. Còn mình bán là 300 ngàn. Còn cây máy tính bảng B901, cây này thì Android 4.4, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 800 ngàn nha. Bán 800 ngàn cây bự chà bá lửa luôn. Đó, cây này rất là to luôn. Màn hình đẹp nha. Màn hình đẹp nhưng mà nó bị hơi xấu tí ở mấy cái góc thôi. Mà không biết góc nào đó. Bán có 800 ngàn thôi. Cây Lenovo 710, cây này thì Android 5.1, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, bán giá nghe gọi 250. 250, ai mua thì mình sửa cái lúc này chứ. Bảo sửa cái lúc này hoài mà chưa có sửa được. Chưa, không có thời gian sửa thôi. Ai chốt thì mình làm hoàn thành lên. Ai mua thì cọc cái cạc Viettel 50.000 nha, shipper tới lời trừ ra. Ai chuyển khoản 100 ngàn thì mình bao ship. Ai chốt 2 cây một lần mình cũng bao ship. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy, hoặc là máy giao tới có vấn đề, báo là mình hỗ trợ ship cái khác. Tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi, chào bà con cô bác nha.